Để quý vị rõ hơn về quy trình giám định tâm thần, đặc biệt là những mẩu chuyện thú vị về những chiêu trò giả điên của các đối tượng, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với thạc sĩ Trần Văn Trường, Phó Viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương. Ông có thể cho biết cái vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Viện Giám định Tâm thần trong cái việc giám định các cái đối tượng nghi là bị tâm thần không ạ? Cái giám định hình sự là chủ yếu là cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình đối tượng phạm tội, mà trong quá trình điều tra nó có 3 giai đoạn: giai đoạn điều tra, giai đoạn truy tố, giai đoạn xét xử. Mà trong các quá trình thực hiện các cái trình tự tố tụng mà cơ quan tiến hành tố tụng người ta nghi ngờ đối tượng, bị can, bị cáo, bị hại có biểu hiện rối loạn hoạt động tâm thần thì ta sẽ trưng cầu để giám định đối tượng đó có biểu hiện tâm thần hay không. Và mục đích giám định là để xác định xem đối tượng đó có biểu hiện tâm thần hay không biểu hiện tâm thần. Ông có tham gia giám định nhiều những cái đối tượng mà liên quan đến những vụ án hình sự không? Và những đối tượng này thì đã dùng những cái chiêu trò tinh vi như thế nào để có thể mong là qua mặt được các giám định viên ạ? Bịa triệu chứng chẳng hạn, ví dụ nói là mình có tiếng nói ở trong đầu. Thế nhưng mà khi bảo là ai có tiếng nói ở trong đầu thì cứ khai là rất nhiều rồi dọa lạt, nhưng cái cảm xúc nó không phù hợp. Bởi vì khi người ta bị dọa lạt, tâm lý bình thường sẽ phải sợ. Cái thứ hai là bảo thế nếu mà bị thế thì bị tai vào cũng đỡ, không không thì nhét bông vào, tối cứ đi ngủ nhét bông. Đã nhét chưa, bảo nhét bị tai thử có xem là có đỡ không. Thì bị tai thở thì bảo có đỡ, đỡ thì nó không phải triệu chứng đấy. Bởi vì cái mà rối loạn chức năng của não bộ mà khi mà đã có cái ảo thanh là cái tiếng nói phát thì trong đầu phát ra, đấy gọi là ảo thanh giả thì nó từ trong nó phát ra về ngoài đâu mà bị tai vào đỡ được. Thế một vài năm cũng có một trường hợp cũng bị hại thì là khi vào giám định thì cứ ở nhà thì bị đánh, sau đó thì từ đánh ấy thì là cứ kêu là đau đầu, là không ngủ được, không nhớ gì cả. Thế thì cơ quan điều tra họ cũng đưa đi để giám định thì khi hỏi thì cái gì cũng không biết và không nhớ, nhưng hỏi đến tình tiết phạm tội thì lại bị đánh thì lại kể rất là rõ, rất là chi tiết. Thì cái đấy là họ cũng rất bình thường, hồi họ chỉ là người ăn vạ thôi. Thì nếu mà quên thì họ sẽ không nhớ gì, không nhớ toàn bộ, không nhớ hết tất cả các cái tình tiết bị đánh. Nhưng khi mà động cơ họ là họ muốn là họ bị bệnh rất nặng để cho cái bên kia họ bồi thường nhiều, hoặc là bên kia phải bị truy tố. Vậy thì có một cái ca giám định nào mà để lại ấn tượng cho ông về những cái chiêu trò giả tâm thần của cái đối tượng được giám định, và sau đó thì các ông đã dùng những cái nghiệp vụ như thế nào để phát hiện ra những cái chiêu trò đó? Có những trường hợp mà người ta, nhất là những cái án mà nặng có thể là án tử hình thì người ta giả liệt, người ta không đi không ngại, không phải khênh nọ khênh kia, nhưng mà với bằng cái nghiệp vụ khi khám và trong quá trình ở đây chúng tôi có những camera giấu kín để theo dõi trong quá trình ban ngày thì làm, nhưng đêm thì dậy đi sinh hoạt bình thường, đêm thì dậy đi vệ sinh hoạt động, ăn thì lại tự lấy ăn, đêm đói quá tự lấy ăn. Vậy thì ông có thể cho biết là trong những cái lần giám định như thế thì các ông phải chuẩn bị những cái gì và mình đã phải xem xét kỹ lưỡng ra sao để đưa ra những cái kết luận một cách chính xác và khách quan nhất ạ? Cũng nhiều cuộc mời rất nhiều các giáo sư về, rồi là đi xuống xác minh thêm, bởi vì nhiều trường hợp mà cái bệnh lý họ sinh ra họ làm cho có cái ảo thanh giả lệnh, họ không nói gì thì cứ hỏi thì họ trả lời không mới có. Đấy, thì xác định nó rất là khó. Có những cái trường hợp là phải đi 3-4 lần về địa phương để lấy thêm thông tin. Thế thông tin thì mời các thầy ở hai trường là của Học viện Quân y và trường Đại học Y Hà Nội môn tâm thần ấy, tiếp xúc là không thể nào mà phát hiện, mà nghĩ mà chắc chắn cái hành vi của họ là không bình thường, nhưng mà để mà xác định họ là bệnh gì thì là các cái triệu chứng mà khi mình khám mình cảm thấy là nó chưa đủ các cái tiêu chuẩn để chẩn đoán, mà thấy là cái cần phải lấy thêm các cái thông tin về cái cuộc sống và về cái quá trình bệnh lý tâm thần, nó có một diễn biến theo quá trình trình tự tăng nặng dần, thế thì phải về địa phương để lấy thông tin, và cả mình cũng cùng các thầy về thì chỉ phát hiện ra là hỏi gia đình họ và hỏi người hàng xóm xung quanh thì nó có những cái hành vi kỳ dị, tức là đang ngủ dậy chém loạt chuối rồi đi ngủ, hỏi ngày hôm qua làm gì không nhớ, trong nhà nuôi một con lợn, với những người dân tộc của vùng cao thì họ chỉ nuôi vài con lợn, chém đứt đôi lợn, họ không phải chém làm gì, chỉ dậy chém hết lợn xong rồi lại vào ngủ. Thế thì sau này các thầy bảo những hành vi kỳ dị này chỉ có trong tâm thần phân liệt, thế thì các hội đồng thống nhất tâm thần phân liệt thì cho đi điều trị khoảng 3 tuần thì bắt đầu là bệnh nhân ấy khai là hôm đấy là có cái ảo thanh giả lệnh, bắt không được nói, không được gặp các bác, không nói chuyện với các bác, thế là nhất quyết không nói, hỏi cái gì cũng không.
và tổ chức giết người nó trọng án nên là phải làm rất là kỹ, mà không thể mà khi mà khám nhìn qua cái biểu hiện bên ngoài thì con người nó không bình thường, không bình thường, nhưng mà nó là cái gì và cái năng lực hành vi của họ như nào thì mình phải xác định cho nó chính xác. Cảm ơn ông đã nhận lời mời tham dự chương trình ạ.